Xin chào cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh. Chúc mọi người có một ngày thật là hạnh phúc. Thì hôm nay Phúc chia sẻ tới các bạn một món bánh được làm từ bột bán với công thức mới và cách làm mới. Khi làm xong thì phần bánh của mình mềm dai, vẫn giữ được cái màu xanh đẹp mắt. Khi ăn thì sẽ kết hợp cùng với lại nước cốt dừa và sẽ không ngán như cách làm thông thường nha. Và để làm cái món bánh này thì mời mọi người hãy cùng theo dõi hết video và cùng làm với Phúc. Và các bạn xem video thấy hữu ích thì hãy ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh nha. Và để chuẩn bị làm bánh thì mình sử dụng ở đây là 250g bột năng, 100g đường cát, 50g bột bán, 100g đậu xanh. Nước cốt dừa thì mình chuẩn bị là 500ml, một chút xíu muối. Về phần màu thì mình xài là màu lá dứa nè, 12 cọng nha. Các bạn nên chọn những cái cọng nào có màu xanh đậm thì khi làm bánh lên nó sẽ đẹp hơn. Thì tất cả những nguyên liệu này mình sẽ để chi tiết dưới phần mô tả, các bạn có thể bấm xuống xem. Để bắt đầu thì mình đi nấu đậu trước, vì cái phần đậu này nấu khá lâu. Và trước khi các bạn nấu đó thì mình cần ngâm đậu trước tầm khoảng là 30 phút. Như vậy thì khi đậu nở thì mình sẽ nấu mau hơn. Cho vào nồi xong rồi thì từ từ mình cho nước vô. Thì các bạn có thể nấu như thế này hoặc là mình cho lên mình hấp cũng được. Rồi bây giờ thì mình sẽ đặt ở trên bếp và nấu tới khi nào mà cái chỗ đậu của mình chín mềm. Đậu xanh thì mình cũng đã nấu cho chín mềm rồi, thì các bạn cho vào trong nồi là 2 muỗng canh đường cát. Thì với phần nhân này mình sẽ không làm cho quá ngọt. Tiếp theo thì cho vào là 50g bột năng. Bột năng này thì mình chia ở trong tô bột 250g ra nha. Thì công thức mình sẽ ghi chi tiết trong phần mô tả, các bạn có thể bấm xuống để xem. Và cuối cùng là cho vào đây là 150ml nước lọc. Sau đó thì mình hòa tan ra và cho vào trong cái ca xe sinh tố để xay cái hỗn hợp này thiệt là nhuyễn mịn. Phần nhân đậu xanh thì mình cũng đã xay xong hết rồi, hỗn hợp của mình rất là sánh và đặc nè, thì các bạn cho ra ngoài tô. Tiếp tục thì mình sẽ để cái tô nhân này qua một bên và mình chuẩn bị đi pha bột. Nhân bánh đã làm xong thì mình cắt cái chỗ lá dứa này ra thành những cái miếng nhỏ. Như vậy thì khi mà cho vào trong cái máy xay thì sẽ xay nhanh hơn. Thì mọi người có thể thay đổi, mình không làm màu lá dứa thì mình có thể làm màu lá cẩm nè, màu hoa đậu biếc cũng đẹp nữa. Tùy theo cái sở thích của mình nha. Lá dứa sau khi đã cắt nhỏ xong thì các bạn cho vào đây là 400ml nước lọc. Rồi mình sẽ đổ cái lá dứa này vào trong cái ca xay sinh tố mình xay để lấy màu. Nước lá dứa thì mình cũng đã xay xong rồi nè các bạn. Thì mình vẫn thu được ở đây là 400ml nước nha. Sau đó thì mình bắt đầu pha bột. Để pha bột thì mình chỉ pha là 200g bột năng thôi, chừa 50g còn lại. Một lát nữa thì mình sẽ cho vào cái phần đậu xanh. Cho hết cái phần nước lá dứa này vô. Sau đó thì mình cũng sẽ cho 100g đường cát vào. Dằn thêm chút xíu muối trắng nữa nha. Sau đó thì mình sẽ hòa tan cái tô bột này ra. Bột năng khi đã hòa tan xong thì mình sẽ để qua một bên cho bột nghỉ tầm khoảng là 30 phút. Tiếp theo thì các bạn chuẩn bị cho mình một cái nồi nước sôi và mình cho hết 50g bột bán vào trong nồi. Thì cái phần bột bán này mình cũng phải ngâm. Như vậy thì mình nấu sẽ mau hơn. Rồi mình sẽ nấu tới khi nào mà cái hàng bột bán này nó trong là được. Nồi bột bán mình nấu được một lúc thì cũng đã trong rồi. Thì sẽ tắt bếp và đem cái chỗ bột bán này đi rửa qua với lại nước lạnh. Bột bán thì cũng đã rửa xong. Tiếp theo thì mình sẽ cho hết vào trong cái tô bột lá dứa này các bạn. Cho vào xong rồi thì mình khuấy đều lên và chuẩn bị đem đi hấp bánh luôn. Nồi nước mình chuẩn bị thì cũng đã sôi rồi và để hấp thì mình sử dụng một cái khuôn nhôm nè, đường kính là 22cm nha. Và các bạn thoa vào trong khuôn một ít dầu ăn. Sau đó thì mình đảo đều cái tô bột lên và mình múc bột mình cho vào từ từ. Bánh này thì mình chỉ hấp một cái lớp mỏng vừa phải thôi chứ không có múc dày quá. Khi đã cho bột vào trong khuôn xong thì mình sẽ đậy nắp lại, mình hấp trong vòng là tầm khoảng 3-4 phút. Nồi bánh thì mình cũng đã hấp được 4 phút rồi nè. Lúc này thì cái phần bột của mình nó cũng đã đông và đặc lại rồi. Tiếp theo thì mình cho cái phần nhân đậu xanh vô.
cái màu xanh của lá dứa rất là đẹp luôn đó. Cho nhân vào rồi thì mình tán đều ra. Hấp cái này cũng tựa tựa như là mình hấp da lợn vậy đó. Nhưng mà mình chỉ hấp có 3 lớp thôi chứ không có hấp nhiều. Rồi bây giờ mình lại tiếp tục đậy nắp lại và hấp thêm tầm khoảng là 3 phút nữa. Lớp đậu xanh thì cũng đã được rồi. Và cuối cùng thì mình lại cho thêm một cái lớp lá dứa bồ bán lên nữa. Mình tán cho cái phần bồ bán này nó đều một chút. Rồi mình lại đậy nắp và mình hấp thêm tầm khoảng là 3 phút nữa là bánh của mình sẽ chín hẳn. Ổ bánh thì mình cũng đã hấp đủ thời gian rồi, thì mình sẽ lấy cái phần khuôn bánh này ra, tiếp tục mình hấp tới những mẻ tiếp theo. Mẻ tiếp theo thì mình sẽ hấp bằng những cái khuôn bánh lăn nè, hấp thành những cái nhỏ. Cho khuôn vào xong thì cũng múc bột cho vô. Một lớp mỏng thôi chứ các bạn đừng cho dày quá nha. Dày quá thì ăn cũng sẽ rất là ngán. Và mình cũng sẽ hấp tương tự như vậy cho tới khi nào mà hết cái số bột này. Phần bánh bột bán thì mình cũng đã hấp xong hết rồi, vẫn giữ được cái màu xanh đẹp nè. Thì mình cũng đã để cho cái phần bánh này nguội hẳn, vì khi nguội hẳn thì lấy ra sẽ dễ hơn. Và để lấy thì các bạn dùng cái sạn nè, hoặc là cái muỗng á, mình cho vào trong cái khuôn như thế này. Khuôn thì mình cũng đã thoa dầu ăn rồi nên là các bạn không có sợ dính nha. Và đây là cái phần bánh bên trong của mình nè các bạn. Rất là ngon. Cái màu lá dứa này á, các bạn mà hấp lâu quá thì nó sẽ bị tái, không có được ngon. Còn mình hấp vừa phải thôi là vẫn sẽ giữ được cái màu xanh đẹp. Bánh mỏng mà lại rất là mềm nữa. Và đây là cái phần bánh bột bán. Ở giữa thì có cái phần nhân đậu xanh nè. Thì mình sẽ cho cái phần bánh này ra ngoài đĩa. Bánh thì mình cũng đã lấy ra được một ổ to rồi. Tiếp theo mình lại lấy thêm một ổ nữa. Ổ này là mình hấp cuối cùng nha. Bánh bột bán thì mình cũng đã lấy ra xong hết rồi. Thì tiếp theo mình đi làm tới cái chỗ nước cốt dừa để ăn nha. Và để làm nước cốt thì đầu tiên mình cho hết 500ml nước cốt dừa mình đã chuẩn bị vào trong một cái nồi. Khi cho vào thì chừa cái chỗ cặn lại. Và cho vào thêm là 60g đường cát. Vì mình không thích ăn quá ngọt nên là chỉ cho 60g thôi. Và cũng nhớ dằn vào chút xíu muối để cho cái phần nước cốt của mình được đậm đà hơn. Tiếp theo là mình cho vào đây là một vá bột năng. Các bạn có bột năng thì mình cho, còn không có thì mình có thể sử dụng bột bắp hoặc là bột gạo đều được. Rồi mình sẽ khuấy tới khi nào mà cái phần nước cốt dừa này sánh đặc lại là được. Nồi nước cốt mình thắng một lúc thì cũng đã sánh đặc lại như thế này rồi, rất là thơm luôn nha. Như thế này thì mình sẽ tắt bếp và chuẩn bị thưởng thức luôn. Nước cốt dừa thì mình cũng đã thắng xong. Và để được ngon hơn mình rắc ở đây một ít mè rang nha. Bánh có cái màu xanh lá dứa rất là đẹp. Bây giờ thì mời mọi người cùng thưởng thức với mình món bánh bột bán hấp lá dứa. Bánh hấp theo kiểu này thì bánh của mình dai và không hề bị khô hay cứng luôn nha. Khi ăn thì mình sẽ thắng nước cốt dừa, đặc sánh như vậy thì sẽ ngon hơn. Làm theo cách bánh bột bán thông thường thì đôi khi bánh nó sẽ hơi bị khô và cứng, nhưng làm theo cách này thì vô cùng mềm và dai. Và món bánh này khi ăn vào thì đầu tiên là nước cốt dừa rất là béo, bánh mềm, dai và thơm mùi lá dứa, có nhân đậu xanh ở chánh giữa thì lại rất là bùi. Và như vậy là mình cũng đã chia sẻ xong cái món bánh này rồi, rất là đơn giản. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại và chúc các bạn thành công với món bánh này.